like a lot of people think because I come here because he's rich, because I want to have the Belgian nationality. It's not true. It's totally not true. Cách đây gần 15 năm, cô bé dân tộc Mông, Lo Thị Mai, bỗng dưng nổi tiếng trên mạng với video nói tiếng Anh như gió cùng khách du lịch. Sau nhiều năm, Lo Thị Mai qua Bỉ và kết hôn cùng một người chồng ngoại quốc. Và gần đây, Mai đã khiến nhiều người bất ngờ khi thông báo đã ly hôn. What's your name? Sue. Sue? And you? Is that your Hmong name or is that your English name? English name. Oh, what's your Hmong name? My, I have two names. My other name is Mai. My language is Mai Sue. Okay. Mai Sue. I see. Okay. Is this one? No, I'm not going to buy that. Thanks. Is your mother here? No, my mother, she stay at home. She know my kids. She not selling, only me. Okay. Where does she live? What village? Lily, my village. 15 minutes. What's the name of your village? Lao Chai. Lao Chai. Lao Chai. Okay. Lao Chai. Okay. Trên kênh YouTube cá nhân Mai Sue Vlogs, Lo Thị Mai, 26 tuổi, đăng một video với tiêu đề ngắn gọn Mai ly hôn rồi, thay cho lời thông báo về cuộc sống hiện tại của cô. Lo Thị Mai từng được nhiều người biết đến với video nói tiếng Anh lưu loát cùng khách du lịch được đăng tải trên mạng xã hội vào năm 2005. Nhiều người ấn tượng bởi khả năng ngoại ngữ tốt cùng phong thái tự tin của cô bé xinh xắn bán hàng rong năm đó. Bẵng đi một thời gian, nhiều người lại bất ngờ khi thấy cô bé Lo Thị Mai năm nào với hình ảnh của một phụ nữ trưởng thành, xinh đẹp và có cuộc sống hạnh phúc ở trời Tây. Mai cho biết cô gặp chồng cũ, doanh nhân người Bỉ, Steve Holcrest trong một lần anh đến Sapa du lịch vào năm 2007. Hai người cảm mến nhau từ đó. Mỗi năm chàng trai người Bỉ quay lại Sapa một lần để thăm Mai. Tới năm 2012, hai người làm lễ kết hôn ở Sapa và Mai theo chồng đến Bỉ sinh sống. Sau 7 năm hôn nhân, Mai và chồng có hai cậu con trai kháu khỉnh. Sau khi bố mẹ ly hôn, tạm thời con của Mai sống cùng bố, còn Lo Thị Mai thì vẫn làm công việc y tá ở một bệnh viện gần nhà. Khi được hỏi về nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân đổ vỡ, Lo Thị Mai chỉ chia sẻ rằng có nhiều lý do. Cô và chồng đều thống nhất với nhau về chuyện ly hôn và sau tất cả thì những gì cô nhớ nhất vẫn là những kỷ niệm đẹp giữa hai người. I don't know what other people think about, but in the past, me and my husband, we were very in love together. We are so happy each other. We are so, helpful each other. And I am so thankful to God him. You know, like, we have a good moment. Every couple, they got a good moment and bad moment. That's normal. So I will not forget and I will not regret that we have a good moment, nice moment together in the past. Với những cô gái Việt lấy chồng nước ngoài, việc phải chịu những đàm tiếu không hay về hôn nhân như lấy chồng Tây vì tiền hay để đổi đời đã không còn quá xa lạ, và Lo Thị Mai cũng thế. Cô cho biết đã từng nghe rất nhiều người nói không hay về việc cô qua Bỉ lấy chồng. I have done, you know, I come here not because of lucky. I moved here because I was very in love with Steve, with my ex-husband. I was very in love with him. That's why I leave my family and my friends. Otherwise, I would not move to here. Maybe it's possible I move to somewhere. It's possible I am still single. It's possible I am married already with someone else. You know, like a lot of people think because I come here because he's rich, because I want to have the Belgian nationality. It's not true. It's totally not true. Hiện tại, ngoài công việc làm y tá bệnh viện, Lo Thị Mai cũng vừa bắt đầu công việc làm YouTuber. Cô lập một kênh YouTube và ghi lại cuộc sống thường ngày của mình ở Bỉ. Về kế hoạch cho cuộc sống sắp tới, Mai cho biết cô sẽ tận hưởng cuộc sống độc thân, không vội vã trong chuyện tình cảm và tập trung chăm sóc hai cậu con trai. Mai chắc chắn sẽ ở lại Bỉ, gắn bó với công việc y tá và quan trọng nhất là ở gần con để tiện chăm sóc.